Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề kinh tế của nước Anh. Mấy ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng tên cán bộ tòa Bạch Cung nó chê bà Thủ tướng nước Anh, làm cho kinh tế của nước Anh dở, mà trong khi kinh tế của nước Mỹ thì chết. Nếu như nước khác thì coi như kinh tế suy sụp, tiêu. Nhưng mà quý vị nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia lắm bạc nhiều tiền, cho nên dù cho nó có bị thê thảm hơn nữa, nó cũng không chết. Bởi vì Hoa Kỳ là nơi tập trung của những cái tay tài phiệt của thế giới. Quý vị nhìn đây, trên thế giới này có hai cơ quan về tài bạc tài chính lớn nhất, bao trùm cả thế giới. Đó là IMF, International Monetary Fund, là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Nó có đến 192 thành viên, có nghĩa là 192 quốc gia nợ. Không có quốc gia nào trên thế giới mà không nợ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Ngay cả Ukraine vừa rồi, cách đây 2 tuần, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã xả ra một cái ngân khoản 1 tỷ 500 triệu đô la giúp cho Ukraine vay mà không có lời. Tất cả các quốc gia phát triển trên thế giới đều nằm trong danh sách nợ của IMF. Rồi cái quỹ tiền thứ hai đó là World Bank, Ngân hàng Thế giới. Hai cái túi tiền này nó chi phối thiên hạ. Thì làm sao mà nước Mỹ chết được? Quý vị tìm đi. Bây giờ thí dụ nước Mỹ phá sản đi, thì nó lại có những cái tay tỷ phú như là Elon Musk, như là Bill Gates. Nó sẽ bỏ tiền ra cho nước Mỹ vay rồi trả sau. Tiền chúng nó để không làm cái gì. Quý vị nhớ nước Mỹ là có 400 tỷ phú, chứ đừng nói của thế giới. Thế giới những cái tên Do Thái mà giàu nhất là gia đình Rothschild, gia đình Money Bank ở bên London. Những cái cơ sở chủ cái bảo hiểm lớn nhất thế giới nằm ở London. Thì làm sao mà nước Mỹ nó nghèo được? Bây giờ có chiến tranh thế giới xảy ra thì nó chết người thôi, tiền nó vẫn không hết. Chúng ta nói ra cái giọng bình dân ấy, không cần phải nói tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, sọt rác, bỏ. Câu số 2, hiện nay tất cả thế giới đều phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Lâu nay có nước Nga thì họ tưởng nước Nga là thần sầu quỷ khóc. Ngay cả Ấn Độ, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ra hàng chục tỷ đô la mua võ khí của Nga. Nào là SP-300 rồi SP-400. Nhưng mà 8 tháng nay xảy ra chiến tranh của bên Ukraine, người ta thấy võ khí của Nga là đồ sọt rác, là dao cùn súng dỉ, giống như mấy khẩu Phaeton của Pháp ngày cách đây 100 năm. Võ khí của Nga vất đi. Cuộc chiến là thấy rõ ràng, võ khí của Mỹ mới đáng kể. Thế thì bây giờ 60-70 quốc gia trên thế giới bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la để mua võ khí của Mỹ. Họ không kịp làm để mà bán. Đến nơi mà võ khí họ cung cấp cho Ukraine không kịp võ khí cung cấp, là vì họ phải bán cho các quốc gia đang mua. Quý vị thấy rằng Mỹ bây giờ nó hứa cho Ukraine 230 tỷ đô la tiền võ khí, mà người ta thống kê mới nhất là nó mới chuyển được có 1/10. Những cái loại bán ngũ cốc, bán đồ lăng nhăng này là nó chỉ nó vui thôi. Cái ngân khoản chính đem tiền cho Mỹ là võ khí. Một hỏa tiễn nó bán hàng 20-30 triệu đô la một hỏa tiễn. Hỏa tiễn Patriot nó bán hàng tỷ đô la. F-35 bán một chiếc hàng 100 triệu đô la. Tàu bay cũ vất đi F-15-16 nó còn bán vài chục triệu đô la một chiếc. Mà thiên hạ bây giờ mơ, bởi vì họ thấy rõ là trong cái cuộc chiến Ukraine bây giờ Nga chỉ là những anh chàng du kích chiến, là những con chuột nhắt rút vào trong những cái đường hang hầm, hang hóc. Đấy, bây giờ mỗi lần mà Ukraine mà dùng loại HIMARS của Mỹ
là Nga là trốn như là chuột nhắt, chuột cống. Mà một cuộc chiến này mà xong rồi nó sẽ quảng cáo những cái gọi là cái địa đạo, những cái đường hầm mà nó trốn, nó trú hồi trước. Nó là những con chuột trù, là những con chuột cống. Thì nó chỉ sống ở trong những cái hang hốc thôi. Thì cái cuộc chiến mà chỉ sống bằng hang hốc mà để mà tồn tại thì làm sao gọi là chiến. Cho nên quý vị ở Hoa Kỳ, chúng ta phải hãnh diện nói một câu rằng chúng ta ở một cái paradise of the world. Đó là một cái thiên đàng của hạ giới. Bao nhiêu lần tôi thưa với quý vị, ngay cái địa thế của nước Mỹ đã là Thượng Đế an bài rồi. Nga muốn đến Mỹ cũng phải mất 4-5 nghìn cây số. Tàu muốn đến Mỹ cũng phải 4-5 nghìn cây số. Không có một quốc gia nào ở cái địa thế lợi như Hoa Kỳ ở trên thế giới. Tây là Thái Bình Dương, Đông là Đại Tây Dương, Bắc là Bắc Băng Dương. Quý vị thấy không? Toàn những cái vùng đất hoang hốc biển. Nó bắn một lần như vậy, nó phải chờ ít nhất là cả vài phút mới tới được nước Mỹ. Nếu không muốn nói là đến 5-10 phút. Đấy là loại hỏa tiễn siêu thanh của Nga đấy. Nhưng mà trong khi đó, Mỹ thì nó là NATO, nó có võ khí ngay ở biên giới cách Nga chỉ có khoảng độ chưa đầy 5 giây. Đánh nhau là Nga chỉ có chết. Địa thế gần như vậy, võ khí lại mất đi. Thì làm sao Mỹ nó chết? Quý vị tìm đi. Tôi thưa với quý vị nhiều lần, Mỹ này chỉ có Thượng Đế giết nó thôi. Một vài cơn động đất, một vài cơn hồng thủy tiêu. Nhưng mà đối với người đời, không đủ khả năng để tiêu diệt Hoa Kỳ. Mọi phương diện. Thế thì câu chuyện mà của bên Anh bây giờ ra sao? Theo như tờ báo Financial Times ở London xuất bản ngày hôm nay cho thấy, bà Thủ tướng Anh là bà Liz Truss đã vừa lên tiếng để mà đề cử một ông tân ngoại trưởng, tân bộ trưởng tài chính, đó là ông Jeremy Hunt, thay thế ông bộ trưởng Kwasi Kwarteng. Kwasi Kwarteng là một ông bộ trưởng da đen gốc châu Phi và làm cho nền kinh tế của nước Anh đang bị chao đảo. Và với ông thủ tướng và ông bộ trưởng tài chính mới Jeremy Hunt thì nói rằng là chúng tôi sẽ thay đổi đường lối mà lâu nay ông bộ trưởng cũ làm cho nền kinh tế nước Anh bị khó khăn. Chứ không nói đến khủng hoảng. Nó cũng giàu, nước Anh bây giờ nó nắm cả thế giới về vấn đề bảo hiểm. Những ngân hàng lớn nhất của thế giới đều là thuộc đàn em, con cháu của nước Anh. Vì thế cho nên đảng đối lập bây giờ đang yêu cầu bà thủ tướng này từ chức. Bà bảo no, tôi không từ chức. Bởi vì tôi phải làm những công việc tốt cho người dân Anh và quốc hội Anh và dân chúng Anh và nền kinh tế của nước Anh. Nếu như ông bộ trưởng cũ làm việc khó khăn, để quý vị thấy người da đen đâu có phải là một thiên tài đâu. Kwasi Kwarteng là cái tên là tên tiếng châu Phi, làm bộ trưởng tài chính 6 tuần lễ đưa ra những chính sách thuế má khó khăn, bởi vì bà đã dùng ông Jeremy Hunt là một người da trắng thay đổi. Đó. Bà nói rằng là với cái nội các của tôi chưa đầy 50 ngày, cho nên chúng ta không thể nào kết luận là khả năng thành công hay là thất bại. Chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng hết mình để thay đổi cái đường lối tài chính, theo như tờ Guardian của nước Anh. Nhiều cuộc thăm dò thì cho biết rằng là đảng đối lập bây giờ đang cố gắng hại và truất phế bà Truss. Nhưng bà là một con người rất cứng rắn. Và bà nói rằng chúng ta chờ thêm vài tuần nữa với một ông tân bộ trưởng tài chính thì nền kinh tế của nước Anh nó sẽ đổi màu. Đến giây phút đó quý vị muốn tôi từ chức vẫn không muộn. Bà sẵn sàng từ chức, chứ không phải là bà tiếc cái chức vụ thủ tướng. Nhưng mà bà muốn làm cho cái đất nước Anh nó tuyệt vời trước đã. Trong khi đó thì có bản tin của tờ báo Newsweek cho biết Ukraine nói là Nga phải lôi cái hệ thống phòng thủ 70 năm tuổi ra khỏi kho để sử dụng. Đấy quý vị thấy không? Nước Nga bây giờ hết vũ khí rồi. Quý vị nhớ trong cái 3 ngày tuần vừa rồi, ngày mùng 10 tháng 10 nó bắt đầu tấn công bằng cái lò hỏa tiễn siêu thanh.
hành trình để mà tấn công nước Ukraine. Ngày đầu tiên 84 hỏa tiễn nó bắn, rớt mất một nửa, rớt 43 hỏa tiễn. Nó chỉ lọt được có 40, chưa đầy 40 hỏa tiễn. Ngày thứ hai nó chỉ còn có 28 hỏa tiễn. Ngày thứ ba nó chỉ còn có vào khoảng 10 hỏa tiễn, cho nên không thấm vào đâu. Đó là một cái điều nước Nga bây giờ đã cạn kiệt về vấn đề vũ khí. Tiền thì nó chưa hết, bởi vì nó vẫn bán dầu hỏa, vẫn có tàu đi làm đại lý cho nó đi bán cả thế giới, bán cho cả Ấn Độ. Nhưng mà vũ khí thì nó không có sản xuất, là vì sao? Đất nước chiến tranh và dân chúng bây giờ đã đi lính rất nhiều, và nền kỹ nghệ cao cấp của quốc tế nó rút ra khỏi nước Nga. Cái khủng hoảng của kinh tế và kỹ nghệ của nước Nga bây giờ là semiconductor chip, là cái loại chip bán dẫn mà Đài Loan đang nắm 80% của thế giới. Thế thì không có những loại con chip tối tân này thì không thể nào sản xuất những vũ khí tối tân được. Vì thế cho nên quý vị thấy tàu bay của Nga đến giờ này còn vài chiếc mà cũng bị rớt. Sáng nay đã có một chiếc Su-34, là một chiếc phi cơ lớn nhất và tối tân nhất của quân đội Nga, vừa cất cánh khỏi phi trường ở Bodes đã rớt ngay xuống nhà dân, đâm vào cái tòa nhà 9 tầng, chết vô số kẻ. Là vì bây giờ nó không có bảo trì. Tất cả những cái tên ngố rừng mà mua vũ khí của Nga, như là Ấn Độ, như là Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, bỏ hàng tỷ ra mua S-400, S-300 giờ này khóc dở, mếu dở, là vì nó không còn được bảo trì đúng mức. Cho nên đó là một cái sự kiện mà làm cho chúng ta thấy rằng Nga thất bại. Kính chúc quý vị đến đây, xin đài xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.